Nếu anh chị đang có cái kính hiển vi soi mao mạch máu ngón tay, hay một vài anh chị đang có cái máy đo 36 chỉ số, nhưng mà mình sử dụng chưa có hiệu quả vì thực sự mình chưa hiểu bản chất của nó, thì Thành có một cái cuốn tài liệu ha, với kinh nghiệm trên 15 mình dùng, mình dịch và mình phân phối tư vấn đào tạo cho rất là nhiều các anh chị học viên, thì có làm ra một cuốn tài liệu hướng dẫn cho anh chị 7 loại máy học cân nặng này, huyết áp này, GCU, SpO2, và quan trọng nhất mình phân tích rất là sâu hai cái máy đó, chính là máy đo lượng tử và cái kính hiển vi soi mao mạch máu, rồi từng cái trường hợp ra sao như thế nào thì anh chị có thể ứng dụng vào đây vào công việc. Với những anh chị đang bán thực phẩm chức năng, anh chị làm bác sĩ, làm dược sĩ thì mình có thể tư vấn thêm. Ở đây thì mình có phân tích rất là chi tiết hai cái máy đó, chính là cái kính hiển vi soi mao mạch máu như thế nào, ứng dụng ra sao thì anh chị có thể coi ở trong đây nha, kèm hình ảnh rất là rõ ràng từng vấn đề. Và quan trọng nhất thì một vài anh chị đã có cái máy lượng tử sinh học nhưng mà anh chị hay chém này, anh chị không có hiểu nguyên lý, không có hiểu cái cách phân tích, cách chia sẻ, cách tư vấn, rồi những lưu ý như thế nào, thì hơn 37 chỉ số Thành đào tạo rất là chi tiết. Ở vấn đề là chỉ số đó là chỉ số gì nha, chỉ số đó là chỉ số gì, ở cao thì ra sao, thấp thì như thế nào. Để nói vấn đề y khoa thì phải nói cho anh chị dễ hiểu nhất, đơn giản nhất, vì mình chỉ có ngồi với khách hàng 5 đến 10 phút thôi thì là đầy đủ, không có một thiếu chỉ số gì. Quyển sách này chỉ có giá 249k, chưa bao gồm tiền ship, thì có thể ứng dụng cho công việc của anh chị hiệu quả hơn.